vị và các bạn đang đến với phi thuyền không gian 100%. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chào mọi người, mình là Mai Trà. Mai Trà đón chào hai đội chơi ngày hôm nay là Alpha và Beta. Và bây giờ xin mời hai đội gửi lời chào đến quý vị khán giả nào. Dạ, đội Alpha gồm có Hữu Đăng, Mai Chi, Nhật Minh. Xin gửi chào thân thương toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình 100% à. Và khẩu hiệu của đội Alpha là gì nào? Dạ, khẩu hiệu của đội Alpha là chơi hết gà, hết số. Yeah. Cảm ơn đội Alpha. Và bây giờ sẽ là lời chào của đội Beta. Chào Mai Ca, chào quý vị khán giả. Không quên chào đội bạn. Chào cậu. Nhá. Xin chào, xin chào. Mình là Võ Tấn Phát, đội trưởng của đội Beta. Và đây là thành viên của mình. Xin chào mọi người, mình là Lý Tử Vi. Và đây là... Xin chào mọi người, mình là Lý Chi An, mình là thành viên của đội Beta. Nào, Beta, thể hiện tinh thần của mình để áp đảo tâm lý của Alpha đi. Bánh mì phải có 3T, Beta mang lại niềm vui cho cả nhà. Và bây giờ sẽ là những cái bắt tay thật là thân thiện đến từ các thành viên của hai đội. Xin mời. Mình giao lưu nha. Hai đội đã sẵn sàng chưa nào? Xin mời Mai Trà, xin mời quý vị giải lao trong ít phút. Mai Trà xin mời chào quý vị đang quay trở lại với chương trình 100%. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của vòng 1. Sau khi Mai Trà đọc xong câu hỏi, hai đội sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Lần lượt các thành viên trong đội sẽ có thời gian 50 giây, 30 giây và 20 giây để liệt kê các đáp án. Sau 3 lượt trả lời, các bạn liệt kê đúng toàn bộ các đáp án có trên bảng khảo sát thì sẽ ghi được 100 điểm. Nếu không thì đội còn lại sẽ giành được quyền trả lời. Đội đối phương có 10 giây để hội ý và đưa ra một đáp án duy nhất. Nếu đáp án đó trùng khớp với đáp án còn lại trên bảng khảo sát thì toàn bộ số điểm đang có trên bảng khảo sát sẽ trở thành điểm của các bạn. Nếu đáp án sai thì số điểm đang có sẽ thuộc về đội trả lời trước. Tất cả chúng ta chú ý chữ hết của Mai Ca thì mới được bấm chuông nha. Theo khảo sát 100 bạn trẻ, nhắc đến nhân vật hay con vật nào thì họ sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông. Hết. Rành không? Hoạt hình là phim truyện đó mình rành không? Rành không? 5, con vật 4, nào? 3, 2, 1, hết giờ. Như vậy, không đội nào bấm chuông, chúng ta sẽ nghiêm túc quản tù tì. Hả? Không. Hả? Xin mời hai đội trưởng. Ủa, bước ra trung tâm sân khấu. Cả đội lên anh ơi. Đôi trẻ. Cố lên anh ơi. Anh ơi, cố lên anh ơi. Chuẩn bị vào vị trí. Hả? Hai bạn giao đấu. 1, 2, 3. Ha. 1, 2, 3. Ha. Bê ta thắng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thì ai thắng người đó trả lời. Ủa, tôi thắng luôn phải có quyền quyết định chứ. Mai Ca rồi. Nhưng mà cái chìa khóa phi thuyền Mai Ca giữ. Muốn về cho đất hơn. Sao? Chơi hơn. Ok, trong gia đình ta gọi là gia trưởng. Còn ở đây ta gọi là thuyền trưởng. Chính xác, còn ông chịu là ăn trưởng nha. 50 giây, 30 giây và 20 giây. Thành viên nào sẽ đảm nhận ạ? Anh 50 cho. Anh 50 hả? Em 30 cho. 30 rồi, ok. Rồi em 20 đúng không? Em 20 ha. Ok. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của đội trưởng Võ Tân Phát. Xin mời hai bạn còn lại chúng ta đeo tai nghe vào. Và bây giờ hãy sẵn sàng với 50 giây dành cho Tân Phát. 50 giây bắt đầu. Elsa, Anna Olaf, bà chú Tuyết, công chúa Bạch Tuyết. Liên quan đến mùa đông. Chữ Tuyết là nghe lạnh rồi. Có 7 chú lùn nữa anh. 7 chú lùn. Akira Fan, mùa đông không lạnh. Akira Fan, mùa đông không lạnh. Ủa, hay là lạnh. Hết giờ. Hủ đằng. Chán. Hủ đằng. Mắc gì hủ đằng. Những mảng miếng của hủ đằng rất lạnh. 50 giây của Tấn Phát đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là 30 giây tiếp theo. Dạ. Chị An ơi, sẵn sàng nha. Dạ, em sẵn sàng. 30 giây bắt đầu.
ông già Noel, Tuần Lộc, bà chú Tuyết, gấu Bắc Cực, chim cánh cụt. Giỏi lắm, giỏi lắm. Gì nữa ta, gì nữa anh? Doraemon. Thời gian đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là 20 giây tiếp theo. Huệ Vi bắt đầu. Cha sói. Sư tử. Cái đó lạnh sống lưng mà. Hết giờ. Với phần trả lời vừa rồi của đội Beta, các bạn có 7 đáp án trùng khớp. Chúc mừng các bạn. Bảy lần. Xin mời đội Alpha với 15 giây hội ý và chọn ra một đáp án duy nhất. Xin mời. Nếu là em sẽ cho đáp án gì? Cua tuyết. Nó có sống ở ngoài tuyết không? Có, nó là snow wrap mà anh. Oh, snow wrap, cua tuyết. Chốt đáp án cua tuyết. Để quay. Và bây giờ chúng ta kiểm tra 7 đáp án trùng khớp của đội Beta. Đầu tiên, đó chính là ông già Noel, cao điểm nhé. Tiếp theo nào, Tuần Lộc, đáp án số 3, chim cánh cụt, đáp án tiếp tục, nữ hoàng băng giá Elsa, đáp án kế tiếp, người tuyết. Với đáp án sự lựa chọn là Olaf, chúng tôi quyết định là người tuyết cũng trùng khớp. Tiếp tục nào, gấu Bắc Cực, đáp án tiếp theo, đó chính là bà chúa tuyết. Hiện tại số điểm mà Beta mang về chính là 92 điểm. Con cua tuyết đó. Nếu như Alpha đoán trúng thì các bạn sẽ có được số điểm này cộng thêm với số điểm của đáp án còn lại. Còn nếu không, 92 điểm sẽ thuộc về Beta. Chúng ta đến với đáp án số 9. Xin mời cô bé bán diêm. Ôi trời ơi, sao cô bé bán diêm? Câu chuyện cô bé bán diêm như thế nào Đặng ơi? Là vào một đêm mưa gió bão bùng, tuyết trên trời rơi xuống, cô bé bán diêm lầm lũi. Mua giùm em que diêm. Người đời hất hủi. Không. Quẹt que diêm thứ nhất, cô bé thấy cua tuyết. Cô bé muốn ăn cua tuyết. Quẹt que diêm thứ hai, cô bé thấy cua tuyết. Quẹt que diêm thứ ba, cô bé biến thành cua tuyết. Và đó là đáp án thứ 8 à. Xin mời, đáp án số 8 đó chính là yêu tiên tuyết Bigfoot. Yeah. Có chữ tuyết ra anh, mà không phải cua tuyết. Ở cái phim này em lồng tiếng cho dai đó luôn á. Như vậy 92 điểm đã thuộc về đội Beta. À, chúc mừng đội Alpha, các bạn có được số điểm đầu tiên là 0 điểm. Wow, giỏi. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy tiếp tục đồng hành với 100% và hai đội chơi Alpha và Beta. Mika sẽ quay trở lại ngay. Mika xin kính chào quý vị đang quay trở lại với chương trình 100%. Và bây giờ Alpha và Beta, hai đội chơi sẽ đối đầu với nhau trong chặng thứ hai với hai câu hỏi để kiếm điểm và những số điểm được nhân đôi. Luật chơi giống như vòng 1, nhưng số điểm ở vòng này sẽ được nhân đôi. Câu hỏi đầu tiên như sau. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, ngoài cá, những con vật nào có tên bắt đầu bằng chữ C? Hết. Tín hiệu xuất hiện ở đội Alpha. Xin mời, 50 giây, 30 giây và 20 giây. Em 50 nha. Anh 20, em 30. 30. Okay. Rồi, ok, chốt. Và các bạn lưu ý, đáp án liệt kê đưa ra phải là chữ C, không được chữ chờ nha. Nhật Minh, 50 giây, bắt đầu. Dạ, cú, cuốn, cánh cụt, cua. Hết giờ. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là lượt chơi tiếp theo. Mai Chi, bắt đầu. Con cóc, con cọp, con cún, con cào cào, con cáo, con cua, con ca, con cam, con cám, con cò, con cóc, con cọp, con cú, con hết giờ. Chuẩn bị 20 giây dành cho Hữu Đằng, bắt đầu. Con cuốn chiếu, con chữ chờ rồi không được. Con kềm kềm. Hết giờ.
Ê, anh không được nào luôn á. Anh Pha ơi, như vậy là các bạn đã hoàn thành được 100 giây của mình với ba thành viên rồi. Các bạn đã đưa ra được số đáp án trùng khớp là 6 đáp án. Chúc mừng các bạn. Và Beta 15 giây hội ý, lựa chọn một đáp án. Bắt đầu. Có cua thì phải có cầm. Con gì? Chốt, con cừu. Cừu, chính xác là như vậy luôn. Con cừu nó khả thi hơn con cầu. Chốt đáp án con cừu. Và bây giờ chúng ta kiểm tra 6 đáp án trùng khớp của đội Alpha. Cao cao 16 điểm. Con cua kia 14 điểm. Con cáo 11 điểm. Con cóc là cậu ông trời. Tiếp tục nào. Con cò. Cò bay lả, lả bay ra. Và đáp án cuối cùng của đội Alpha là con cú. Không biết con cú kêu sao anh Pha ơi. Cứu tôi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi. Bây giờ tới 3 đáp án nữa. Con cừu thì nó rất là rộng đường rồi. 136 điểm chính là 6 phương án lựa chọn của đội Alpha. 6200 mấy, trời thua nữa rồi mấy đứa ơi. Ngay sau đây sẽ là cơ hội để đội Beta giành lấy toàn bộ số điểm này. Trời ơi. Đáp án số 9, cà cuốn. Số 4, con cúm. Là con còng rất có khả thi. Ý, ví dụ đây là con còng là con cù thua. Thì đó, nguyên dòng họ nó cua còng cúm. Rồi, con cù là con nó cù. Còn đang ngủ. Một con cù, hai con cù, ba con cù. Thua này là tối tôi đếm cù đó. Con cù nó vàng trải hơn, chắc chắn phải là con cù rồi. Một con cù. Hai con cù, ba con cù là đáp án số 3. Yeah. Ba, đáp án số 3 là con gì cù, đây? Con cù. Đó chính là con trâu. Chúc mừng Alpha, các bạn được 136 điểm rồi kìa. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là cơ hội tiếp theo, câu hỏi số 2. Theo khảo sát 100 bạn trẻ, nhân vật hoạt hình nổi tiếng nào có tên từ 3 âm tiết trở lên hết? Em tự tin không? Từ từ. Nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Chọn đi mà, bấm đi. Anh rất muốn trả lời câu này á. Tin thì bấm nha. Ba lần từ từ. Hết giờ. Trời ơi. À, tiếc quá. Anh rất muốn trả lời. À, bây giờ sẽ là một hiệp đấu để phân định xem đội nào chơi trước. Xin mời cử hai đại diện tiến ra giữa trung tâm sân khấu. Hai đội trưởng hãy gọi tên Maika một cách trìu mến trong thời lượng dài nhất có thể nha. Võ Tấn Phát chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Một giây. Một giây. Chúng ta. Chúng tôi chỉ tính theo một lần chơi thôi. Chơi chi nữa trời. Maika đủ rồi. Đội thắng chơi trước. Tự nhiên không thua vụ này quên vụ kia ta. Hữu Đằng ơi, bây giờ 50 giây, 30 giây, 20 giây mời bạn lựa chọn. Thôi dậm giày. 50 giây là anh rồi đó. Anh này 50 giây à? Ừ. Em rồi là 20 giây. Em 20 giây. Coi em à, 30 giây. Ok. Sẵn sàng. Mời hai thành viên còn lại đeo tai nghe vào. 50 giây bắt đầu. Pikachu, Doraemon, Sudoku, Sakura, Hoa Mộc Lan, Siêu Nhân Gao, Nobita, Doremi, Mai Thị Ca. Hết giờ. Và bây giờ sẽ là lượt chơi 30 giây. 30 giây bắt đầu. Naruto, Sasuke, Itachi, Tsubasa, Bobo Boy, Pokemon. Hết giờ. Cảm ơn Nhật Minh. Và bây giờ sẽ là Mai Chi. 20 giây bắt đầu. Pinocchio, Nàng Bạch Tuyết, Bảy Chú Lùn, Công Chúa Tuyết, Bà Chú Tuyết, Sasuke, Itachi, Siêu Nhân Gao, Hokkaido. Hokkaido. Takashimaya. Là gì vậy? Hết giờ. Ủa? Trong 9 phương án thì đội Alpha đã chinh phục được 4 đáp án hợp lệ. Chúc mừng các bạn.
không năm cái còn lại đúng không? Một cái đó mà không dính. Nhân vật này thì cái thời của Phát 9X mà thời cuối á, đầu 2000 hay ít á thì sẽ biết nhiều. Là Masubilami. À, ba chữ lớn. Trời ơi. Cái con mày đuôi dài thòn á, nguyên gia đình. Huba. Nhưng chờ đợi xem là 100 bạn trẻ này có thuộc thế hệ 9X đời giữa giống như là Tấn Phát hay không nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nhau kiểm tra những đáp án trùng khớp của đội Alpha. Xin mời. Đáp án đầu tiên đó chính là Doraemon. Tiếp theo số 2 Son Goku, 15 điểm. Nhân vật tiếp theo Pikachu. Tiếp tục nào Naruto. Như vậy đội Alpha đang kiếm về 124 điểm. Ngay sau đây chờ đợi xem đáp án của đội Beta có Masubilami hay không. Vị trí số 5 Minion. Vị trí số 6 Cinderella. Vị trí số 7 Aladdin. Vị trí số 8 Scooby-Doo. Và bây giờ đáp án cuối cùng sẽ quyết định xem điểm thuộc về đội nào. Và đội đó cũng sẽ được bước vào vòng thi đặc biệt cuối cùng ngày hôm nay với 10 triệu đồng tiền thưởng. Đó chính là đáp án số 9, nhân vật mang tên. Masubilami! Xin chúc mừng đội Beta, các bạn được cộng thêm 132 điểm nữa. Chia buồn với Alpha mà càng tiếc ghê. Thủ đoàn, bạn có lời nói nào nhắn gửi đến đối thủ của mình hay không? Anh à. Cũng chúc mừng Võ Tấn Phát. Anh cũng hy vọng là vô vòng trong, đội của em sẽ gặt hái được một số điểm tối đa, đem về phần thưởng cao nhất cho đội mình. Chúc mừng nha. Cảm ơn anh. Anh Kha vui lên nào. Dù sao thì các bạn cũng có được phần thưởng ngày hôm nay là 4 triệu đồng tiền thưởng nha. Wow. Và bây giờ xin mời đội Alpha sẽ di chuyển theo lối thoát hiểm. Xin mời đội xuất sắc nhất ngày hôm nay bước vào vòng đặc biệt của 100%. Chào mừng quý vị khán giả và đội Beta đang bước vào vòng thi cuối. Rất đặc biệt ngày hôm nay, cơ hội sở hữu được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng tùy thuộc vào số điểm mà hai đội viên đó chính là Chí An và Tuệ Vi kiếm được. Nếu như trên 200 điểm, các bạn hoàn toàn sở hữu được số tiền thưởng này. Hãy lưu ý, tổng thời lượng là 100 giây, mỗi bạn 50 giây. Chúng ta đối diện với 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi lựa chọn một đáp án duy nhất mình tự tin. Nếu như người thứ hai trả lời trùng khớp với người thứ nhất, chúng ta sẽ nghe một âm thanh. Ngay lúc đó hãy lập tức thay đổi sự lựa chọn của mình nha. Đội chơi sẽ cử ra hai thành viên tham gia trả lời 5 câu hỏi của chương trình. Mỗi thành viên có 50 giây để nghe và trả lời câu hỏi. Thành viên thứ nhất trả lời thì thành viên còn lại sẽ vào phòng kín nghe nhạc. Nếu thành viên thứ hai trả lời trùng với người thứ nhất thì phải tìm đáp án khác để thay thế. Sau hai phần thi, nếu tổng điểm đáp án của cả hai người từ 200 điểm trở lên thì đội đó sẽ nhận được phần thưởng của chương trình. Đội trưởng hãy phân chia ai là người chơi trước và chơi sau ạ. Mấy bạn xung phong đi. Anh trước cho. Ok, vậy là Chí An sẽ là người thi trước, Tuệ Vi là người thi sau và Phát là người không thi. Phát sẽ là người động viên và thậm chí là gợi ý dành cho hai đội viên của mình nha. Oh dạ. Và bây giờ xin mời hai bạn ra trung tâm sân khấu. Cố lên. 50 giây dành cho Chí An bắt đầu. Theo khảo sát 100 người đàn ông, họ có thể dùng gì để khử mùi cơ thể nhanh gọn khi lăn khử mùi hết đột xuất? Dầu thơm. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, những từ lấy nào mô tả tiếng động? Rì rào. Theo khảo sát 100 người thuộc Gen Z, lý do các bạn chọn bỏ thành phố về quê là gì? Không có việc làm. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, họ thường dự đoán thời tiết khi quan sát con vật nào? Chuồn chuồn. Theo khảo sát 100 bạn Gen Z, họ thường chuẩn bị những gì trước khi nhận nuôi một chú chó? Chuồng nuôi. Hết thời gian. Chúc mừng Chí An. Và bây giờ xin mời bạn về chỗ. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn về màn hình kiểm tra những đáp án có được bao nhiêu điểm nha.
với câu hỏi đầu tiên. Đáp án của bạn là dầu thơm nước hoa. 15 điểm. Ủa, nghĩ cái này phải cao lắm đó chứ. Đúng rồi. Tiếp theo, đáp án của bạn, rì rào. 13 điểm. Đáp án số 3, lý do thất nghiệp, không gì làm. 20 điểm. Đáp án số 4, chuông chuông. 50 điểm. 30 điểm. Oh. Rất cao. Đáp án số 5, bạn trả lời rằng là cái chuồng nuôi. 10 điểm. Thành tích của chị An 88 điểm. Có điểm là được rồi. Những hy vọng là đồng đội của bạn sẽ vượt qua. Và bây giờ xin mời Tuệ Vy quay trở lại sân khấu. Chào mừng Tuệ Vy đến với vị trí rất quan trọng ngày hôm nay. Đội bạn có được 10 triệu đồng hay không là tùy thuộc vào những câu trả lời của Vy nha. 50 giây bắt đầu. Theo khảo sát 100 người đàn ông, họ có thể dùng gì để khử mùi cơ thể nhanh gọn khi lăn khử mùi hết đột xuất? Nước hoa. Trùng khớp. Phèn này chua quá à. Nước xả vải. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, những từ lấy nào mô tả tiếng động? Xào xạc. Theo khảo sát 100 người thuộc Gen Z, lý do các bạn chọn bỏ thành phố về quê là gì? Áp lực công việc. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, họ thường dự đoán thời tiết khi quan sát con vật nào? Chim chua. Trùng khớp. Con ong. Theo khảo sát 100 bạn Gen Z, họ thường chuẩn bị những gì trước khi nhận nuôi một chú chó? Tiền. Hết giờ. Cảm ơn bạn. Mời bạn về chỗ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án của bạn Tuệ Vy nha. Với câu hỏi số 1, khử mùi cơ thể mà không có dùng lăn khử mùi thì dùng gì đây? Tuệ Vy trả lời là nước xả vải. Không điểm. Giờ em mới thấy em vô tri đúng không? Em cũng thấy. Những đáp án mà chúng tôi đưa ra như sau, đó chính là chanh, tắc, cam, phấn rôm, cà xanh, quế. Cái vỏ cây quế á. Đúng rồi. Với câu thứ hai, đáp án của Tuệ Vy là xà sạc. 18 điểm, chúc mừng bạn. Câu thứ ba, đáp án áp lực công việc. 15 điểm. Câu số 4, con ong. Không điểm. Đáp án của chúng tôi đó chính là quạ, chuồng chuồng, kiến, én, ếch. Các bạn đang có 121 điểm. Đáp án số 5, bạn lựa chọn tiền để chuẩn bị rước một chú chó về đúng nhà. Đúng rồi, không có tiền sao nuôi. Cái đáng cao điểm nhất về câu này đó chính là những kiến thức tìm hiểu về giống chó. Như vậy, đội Beta chỉ có 133 điểm mà thôi. Không sao hết, các bạn vẫn có được 5 triệu đồng tiền thưởng. Chúc mừng Beta! Yeah. Và cảm nhận của các bạn như thế nào về trò chơi ngày hôm nay cùng với 100% nào? Mời Chí An! Hôm nay thì em rất là vui tươi, phấn khởi, hồ hởi, tự hào khi mà đến đây được gặp chị Mai Ca cũng như là hai đội chơi rất là dễ thương và được tiền thưởng mang về nữa. Xin mọi người hãy ủng hộ cho chương trình cũng như là hai đội chơi thật nhiều nha. Tại vì ơi, bạn thấy trò chơi ngày hôm nay như thế nào nè? Ngày hôm nay được đến đây thì em cảm thấy trò chơi rất là vui, cho mình được một cái cách mà mình nghĩ về một vấn đề gì nó thật là nhanh nhạy hơn. Hy vọng là mọi người sẽ thật là vui, thật là sảng khoái khi mà xem chương trình này nha. Cảm ơn Tuệ Vy. Nói chung là mỗi số phát sóng mang lại cho Phát cũng như là quý vị khán giả những trải nghiệm khác nhau, với những cái câu hỏi rất là thú vị, từ một cái câu hỏi mà mình có rất là nhiều những cái góc nhìn khác nhau. Và hy vọng quý vị khán giả lúc nào cũng đồng hành và ủng hộ cho chương trình 100% nha. Cảm ơn Võ Tân Phát rất nhiều, cảm ơn đội Beta. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành tình cảm dành cho chương trình hai đội chơi. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi 100% được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Mai Ca xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.